Em xin chào các bác nhá. Hôm nay em giới thiệu với các bác là cái bếp ga 10 đầu đốt nhá. Màu đen tặng mâm lật. Đấy, dòng mâm lật này thì lau chùi nó rất là dễ dàng các bác. Thì khi mà đôi khi ta nấu thì nó trào ra một chút thì ta có thể lau chùi vệ sinh rất là sạch sẽ, rất đơn giản. Đấy, rất đơn giản. Và mỗi lần ta nâng nó lên thế này thì ta cũng sẽ có một cái khoảng trống, cái không gian. Đấy. Thì nó trống như thế này, ta có thể để cái chai, cái lọ hay cái gì đấy tùy mình, thì nó cảm giác là nó thoáng cái mặt bếp hơn. Đấy, đây là cái dòng bếp 10 đầu đốt này. Nhưng đặc biệt hôm nay là em giới thiệu bác là cái bếp 10 đầu đốt này là có phiên bản màu đen. Đen này không phải là đen kính cường lực, mà dòng đen này là đen bên ngoài của nó là thép chống rỉ, bên trong của nó là kính cường lực các bác nhé. Bên trong là kính cường lực, bên ngoài là thép chống rỉ này. Đấy. Mà nó là một màu đen, đen này là đen nhám. Cho nên là rất đẹp các bác nhé. Chứ không giống như là cái màu đen truyền thống lâu nay, đó là màu đen là của phiên bản kính cường lực đâu. Đấy. Thì hai cái môi trường này nó khác nhau hoàn toàn. Ví dụ như bếp kính cường lực thì có cái cách người ta làm khác một chút, và bếp có phủ điện lớp thép ở bề ngoài đấy thì nó cảm giác rất là chắc chắn các bác ạ, chắc chắn vô cùng các bác nha. Đấy, chống trầy trớt này, bảo vệ lớp kính bên trong này, lớp bên trong nữa là chống sốc này, chống nhiệt này. Đấy, nó rất là nhiều các cái lớp để bảo vệ cái bếp này. Đấy là em chưa nói là những các cái tính năng thì cũng giống như là các dòng bếp 10 đầu đốt hoặc 9 đầu đốt khác thôi. Đấy, thì cũng chức năng hẹn giờ này, chức năng cảm biến chống trào các bác ạ, cảm biến chống trào nhá. Khi ta nấu mà đôi khi không may mà nước nó trào ra nhiều thì cái kim cảm biến này nó sẽ nhận được tín hiệu đấy, và đưa đến bộ xử lý điều khiển ở trên đây là cắt và cắt ga, khóa bếp, khóa trẻ em an toàn các bác nhé. Đấy là tất cả mọi cái là tính năng ở như con bếp này là như vậy. Có nhiều người hỏi rằng là, có các bác hỏi rằng là cái bếp này có chống cháy nổi hoặc là chống cạn nước mà cắt ga không, thì xin thưa các bác rằng là cái dòng bếp này á thì rất tiếc rằng là thiếu đi một tính năng đó. Và cái điểm lớn nhất, điểm tốt nhất của con bếp này đó là cái phần ga lửa mạnh, xanh và nấu rất nhanh, tiết kiệm ga các bác nhá. Đấy, tiết kiệm ga chứ không giống như là các bác nghĩ rằng là nó lửa nó mạnh như thế này là nó sẽ tốn ga. Nhưng mà các bác biết rằng là mỗi một đầu đốt của nó thì đưa ra cho ta rất là nhiều các cái dòng tia các bác ạ, các cái tia phun xung quanh, tia xung quanh như này, tia rất là mịn, cho nên cho ta còn lửa rất là xanh. Thì lửa xanh thì đồng nghĩa là nó sẽ nhiệt độ rất cao, thì ta nấu nó rất là nhanh quá, thì nấu nhanh thì sẽ rút ngắn cái thời gian của mình và làm cho nồi rất là nhanh sôi quá. Đấy, cho nên là cái bếp này thì là một cái em thấy rằng là nó rất là ok quá ạ. Em thích nhất đó là cái màu của bếp, thứ nhất là cái màu đen. Các bác nào có ưa về cái phiên bản màu đen thì cái màu đen này là một cái màu phải nói là hiện tại bây giờ đang nổi trội nhất các bác nhá. Đấy, đen mà thép chống rỉ nó là một vấn đề, chứ còn đen kính cường lực thì nó phổ thông rồi, nó truyền thống lâu nay là nó đen là kính cường lực rồi, nhưng mà thép chống rỉ màu đen thì nó lại là một vấn đề nữa, mà lại dòng đen nhám các bác nhá, chứ không phải là đen xì đâu. Đấy, thì cái này nó có nhiều cái điểm mạnh về mẫu thời trang cho đến là về chất lượng của bếp. Thì hàng này là hàng nhập nội địa từ Trung Quốc bác nhá, nội địa Trung Quốc, cho nên là chất lượng của nó thì nói chung là các bác khỏi phải bàn, dùng rất là ok, độ bền rất là cao quá. Đấy, thì bây giờ em đi vào em thử test cái bếp này để các bác xem nhá. Cái này hiện tại bây giờ em đang để trần, em chưa đưa kiềng vào, chưa đưa cái chân gió vào các bác nhá. Đây mới mình kiềng và mâm đốt thôi. Đấy, thì cũng giống như các cái bếp 9 đầu đốt hoặc là 10 đầu đốt màu trắng phiên bản trước thì nó cũng như nhau thôi, chất lượng nó cũng vậy các bác nhá, chỉ khác nhau về cái đèn nhám các bác nhá. Đấy là màu đèn nhám. Đây, bây giờ bắt đầu em sẽ bật ga lên và em sẽ thử bếp để các bác xem nhá. Đấy, đầu tiên các bác này, nhận tay này, vặn đùi này, em làm lại từ đầu. Các bác đầu tiên cái bếp này nó không giống bếp truyền thống của ta dùng trước đây các bác nhá. Khi ta nhấn tay này, đầu tiên ta bật bếp, ta nhận tay xuống, giữ tay và vặn đùi. Đấy, thì khi thấy các bác thấy lửa lên, giữ tay cho em tầm khoảng 3 giây là cảm biến nó sẽ nhận được tín hiệu lửa và giữ lửa luôn các bác nhá. Chứ không phải là nghe tiếng tành tạch, rồi ta thấy bật lửa lên, ta thả tay là nó sẽ tắt ngay. Đấy, thì ở đây các bác có thể điều chỉnh này. Đấy, chỉnh to, chỉnh nhỏ. Đấy, to nhỏ này các bác chỉnh ở đây, lửa rất là xanh, rất là đẹp các bác nhá, lửa cực xanh luôn. Đấy, các bác nhìn thế này thôi nhưng mà đã rất là mạnh rồi. Đấy, các bác để nồi lên là nó đã tràn lửa ra ngoài rồi, rất là xanh các bác nhá. Đấy, thì bây giờ em sẽ bật bếp bên này cũng vậy, các bác nhận tay xuống và vặn lùi này, phần ngược kim đồng hồ, bác giữ tay 3 giây cho em, đó là lửa nó đã giữ các bác nhá. Bây giờ ta mới chỉnh to này. Đấy, chỉnh to chỉnh nhỏ tùy mình. Đấy, các bác vặn hết cỡ xuống là nó nhỏ các bác nhá. Rồi, tầm ngang giữa này là chế độ lửa mạnh nhất, còn các bác muốn mạnh lửa chút nữa mà lửa chưa đẹp, các bác can thiệp vào cái nâng cái mâm này lên, trong đây có hai con ốc các bác nhá,
trong đây có hai con ốc, thì các bác chỉnh lùi hết ra ngoài hoặc là vặn vào trong cho em. Các là cặn vào, càng vặn vào trong đó thì lửa nó sẽ mạnh hơn một chút, nhưng mà lửa sẽ hồng hơn chứ không được xanh tia, nó xanh biếc như thế này. Còn nếu các bác lùi ra hết cỡ cho em thì là lửa nó sẽ nhỏ hơn lại một chút và nó rất là xanh. Thế nên là các bác lưu ý giữa cái cách chỉnh bếp này giúp em nhá. Đấy. Đấy, nó rất là đơn giản các bác. Đấy, cách sử dụng cái bếp này nó rất đơn giản. Đầu tiên các bác lấy về, thứ nhất là lắp biên, một đôi biên bảo cho em. Đấy, biên là bên em sẽ kèm ở trong thùng các bác nhá. Đấy, kèm ở trong thùng đấy. À, còn cái mà thứ hai nữa là bên trong thùng của bếp đó thì bên em sẽ kèm cho bác là một cái ống dây ga. Ống dây này là ống dẫn ga các bác nhá. Để các bác lắp thêm, nếu như là các bác có sẵn ống ga rồi, các bác chỉ việc gắn ống ga cũ sang cái bếp này thôi. Chỉ gắn cái ống ga cũ sang là xong. Và các bác xít lại cái vòng xít này giúp em để cho cái ga nó khỏi lọt ra khỏi ngoài để nó hở. Thứ nhất là gây mùi, thứ hai là rất là nguy hiểm các bác nhá. Đấy, cho nên là các bác khi gắn ống ga vào, các bác xít cho chặt lại cho em. Cái thứ hai nữa là ở đây là em sẽ kèm theo cho các bác trong một thùng máy này một đôi biên này, để các bác là lắp biên vào máy trước, vào bếp trước khi là ta sử dụng các bác nhá. Lắp biên này, sau gắn ống ga này vặn cẩn thận, sau đó các bác mới mở bình ga. Đấy là cái khâu cuối cùng. Đấy, cái thứ hai là đây là cái gioăng các bác nhá. Cái gioăng này mục đích làm sao? Nghĩa là khi các bác lắp âm. Đấy, các bác đặt âm của cái bếp các bác nhá, thì các bác dán ở cái cạnh bếp này cho em nhá. Các bác dán cạnh bếp này, mục đích để làm gì? Để cho nước ở trên cái mặt của cái mặt đá này, khi ta lau chùi rửa hoặc vấn đề có một chút nào đó thì nó sẽ không được chảy vào bên trong của cái phần âm này. Đấy, đây là cái gioăng này em kèm theo để các bác dán ở xung quanh. Đấy, còn nếu như mà những cái bếp nào mà em đã dán rồi thì thôi nhá, còn nếu chưa dán thì có sẵn các bác cứ dán. Nếu để âm, còn nếu để dương thì không quan tâm cái này các bác nhá, không cần phải quan tâm cái này. Còn cái này là cái đây cái gió các bác nhá. Đây là cái chân gió của hai bếp này, thì đây em sẽ đặt cái chân gió lên. Đấy, gió lên thế này, các bác đặt thế này thì để chấn gió, để tập trung cho lửa tại một điểm ở vùng đít nồi cho nó đều, cho nó đỡ bị tạt gió các bác, thì lửa nó sẽ tốt hơn và nó nhiệt độ nó sẽ tập trung và nấu nó sẽ nhanh hơn, nó không bị tạt lửa, không bị mất lửa các bác nhá, không bị giãn nhiệt. Đấy, thì các bác đặt như thế này rồi các bác bật lên để nấu bình thường. Rồi bây giờ ta bật lại ta thử này. Đấy, các bác thấy nhá. Đấy, bật bên này. Đấy, các bác nhìn rất là đẹp nhá. Đấy, rất là ok các bác. Đây là em thử tư thế nhá, em không dùng kỹ xảo hay là dùng cắt ghép hay là lồng phim lồng ảnh gì cả. Đây là một cái video mà em quay để thực tế test trước khi mà cái bếp nó ổn định mà nó ok rồi thì em mới gửi đến các bác và đến khách hàng của mình. Cho nên là các bác thực sự yên tâm trước khi mà mua bếp bên em, nhận hàng bên em thì phải nói là cực kỳ là yên tâm nhá. Đấy, còn linh kiện bên em rất là đầy đủ, rất là nhiều các thứ các bác nhá. Rất nhiều, không thiếu một cái linh kiện gì cả, bên em rất sẵn, nói chung là nhiều lắm, rất là nhiều linh kiện các bác, đầy đủ nhá, nhiều lắm. Đây là em lấy đi điểm một vài cái để em các bác xem thôi, nói chung là mua hàng bên em là đầy đủ, nó không thiếu một cái chi tiết gì cả, nói chung là đầy đủ các bác nhá, không thiếu gì cả. Để các bác yên tâm sử dụng. Đấy, có vấn đề gì thì cứ Zalo trực tiếp hoặc gọi điện cho bên em là bên em sẽ tư vấn cụ thể hơn. Đấy, rất là nhiều phụ kiện các bác nhá, nhiều lắm. Thoải mái phụ kiện các bác nhá, rất nhiều, để mua kèm theo mục đích đấy làm gì. Thì sau này một vài năm sau khi cái bếp nào của bác nào có bị lỗi, các bác cứ alo em là em gửi các bác để thay thế hoặc là sửa chữa tại nhà. Em sẽ hướng dẫn cụ thể cái này thay thế sửa chữa rất rất đơn giản các bác ạ. Ta cứ nghĩ rằng một cái bếp ngày xưa ta đã mua, trước đây ta mua truyền thống, hôm nay ta một cái bếp vài trăm nghìn thôi, 500 nghìn, thậm chí nó hơn 1 triệu đồng thôi, thì ta dùng thậm chí hàng năm trời nó không lỗi đâu bác. Thì trước đây có một cái điểm yếu là họ làm là cái họng nó rộng như vậy, thì khi nước nó vào á là nó sẽ chạy xuống cái họng đó, nó hay bị rỉ. Đấy, hoặc là cái phần họng đó họ làm cái thép nó không tốt á, thì nó đầu tiên nó sẽ rỉ cái họng đấy, thì nó sẽ lửa nó sẽ ra nó không tốt và nó sẽ biết han rỉ thì nó bẩn và nó sẽ nhanh hư hơn. Thì còn cái bếp thời bây giờ đó thì họ làm rất là tinh tế về mặt về mỹ quan này, cho đến về chất lượng của bếp này họ làm khác hoàn toàn các bác ạ. Bản thân đầu đốt này nó là bằng đồng các bác nhá. Đầu đốt của nó bằng đồng. Các bác sau này các bác có thể thay rời từng các cái đầu đốt một các bác nhá. Đây là nó là đốt bằng đồng các bác nhá. Còn mâm đốt của nó này, mâm đốt dưới đó là bằng thép chống rỉ. Đấy, còn cái mâm này có thể tháo rời ra được. Tháo rời ra từng cái một hoặc là cả cái mâm này ra để thay từng cái mâm. Bên em có đầy đủ phụ kiện các bác nhá. Không thiếu một thứ gì cả. Cho nên là các bác mua hàng bên em là các bác có thể yên tâm hoàn toàn. Không phải lo gì nhá. Còn các bác để muốn biết về thông tin chất lượng tốt hơn nữa, chi tiết hơn nữa hay là về giá thành nó như thế nào, các bác cứ liên hệ cho bên em theo số điện thoại em ghi ở trên màn hình.
Số này là vừa là điện thoại vừa là Zalo luôn, các bác có thể là điện cho bên em sẽ tư vấn kỹ càng hơn và có cái giá thành tốt nhất cho các bác nhé, giá thành tốt nhất các bác nhé. Thế thì bên em có rất là nhiều cái mẫu bếp mà em lấy, mà cái hôm nay là em sẽ quay cái video về cái bếp này và các cái dòng bếp khác thì em đã giới thiệu các bác rồi, ví dụ màu trắng đen ốc các bác nhé. Đấy, cũng là thép chống rỉ ở bên ngoài, bên trong là kính cường lực, rồi bếp kính cường lực, rồi bếp đôi, nói chung là đủ loại các bác nhé. Các bác có nhu cầu về cái sản phẩm nào bên em thì các bác cứ nhấp máy lên điện cho bên em là bên em sẽ hỗ trợ ngay. Đấy, hỗ trợ ngay cho các bác. Đấy, để tư vấn tốt nhất thì các bác mua hàng hay không mua hàng thì các bác cứ mạnh dạn điện cho bên em, alo bên em là bên em sẽ hỗ trợ các bác ngay. Đấy, kể cả các bác có mua hàng bên hơn hay không, mà cái bếp miễn là cứ dòng bếp 9 đầu đốt và 10 đầu đốt này, các dòng bếp ga này mà có lỗi ở bên nào, có cần nhu cầu về linh kiện để thay thế hay là một linh kiện nào hỏng hay gì đó thì không nhất thiết cứ phải mua bên em, thì hỏi bên em thì bên em mới có linh kiện các bác, là mua ở nơi nào cũng được, không sao cả, cứ hỏi bên em là bên em sẽ hỗ trợ ngay và tư vấn các bác nhiệt tình và hướng dẫn các bác sửa chữa cái bếp đó. Đấy, đến bằng tốt thì thôi. Đấy, cho nên là các bác thực sự là yên tâm nhá. Đấy, còn cái chất lượng về cái bếp này thì em cũng không giới thiệu nhiều nữa vì lý do rằng là em đã giới thiệu rất nhiều về các dòng bếp của bếp 9 đầu đốt và dòng bếp 10 đầu đốt rồi, loại đôi và 9 và 10, đen và trắng, vân vân. Tất cả những các loại bếp này em có những video clip trước thì em đã giới thiệu các bác rồi. Thì các bác hôm nay em giới thiệu thêm thôi, thêm một chút nữa để các bác là hiểu thêm về cái dòng bếp màu đen loại thép chống rỉ này. Đó là một phiên bản, có nghĩa là mà thực ra thì bây giờ em mới đưa vào thị trường là cái dòng bếp này. Chứ trước đây thì đa phần thì em thấy ở thị trường cũng giống như là ở hàng bên em thì hầu hết là bếp đen kính cường lực thôi, chứ còn để kiếm một phiên bản thép đen nhám này đó thì thực ra là nó cũng chưa có nhiều. Đấy, mà bây giờ nó mới có thôi các bác, cho nên là đây là một mẫu hiện tại, bây giờ nói cái từ hot thì nó hơi ấy, nhưng mà mẫu đây là một mẫu coi như là nó cũng là vừa mới, mà cái màu này nó là một màu mới nhất hiện tại bây giờ các bác ạ. Thì các bác có nhu cầu bên em cứ liên mạnh dạn liên hệ bên em nhá. Sau khi các bác nấu xong, mỗi một bữa nấu có con bay nó trào hay là nó dây bấm gì đó, các bác cứ lau chùi giúp em nâng cái cạnh này, thì con bếp 10 này nó được cái hay ở điểm này, đấy là ta sẽ lau như thế này. Đấy, lau chùi vệ sinh nó rất là sạch sẽ các bác nhá, chỉ lau nhẹ thôi là nó sạch bong sẽ bóng rồi. Đấy, chứ không cần phải là chà kỹ nữa. Còn cái vết bẩn là nhiều quá thì bác thấm cái rỉa ướt chỗ một chút dầu nhẹ vào đây thì các bác chỉ vút nhẹ thôi là nó đã bóng lộn rồi. Đấy, mặt cơ khí nó như nhau các bác nhá, về mặt cơ khí bếp 10 nó đều là như nhau. Đấy, rất là như nhau cả. Còn ở bên trong về chi tiết về bo mạch vân vân, từ bo mạch điều khiển trung tâm cho đến bo mạch tạo xung đánh lửa, rồi tất cả nó cũng đều như nhau cả thôi, nó cũng như nhau cả, nó không khác gì nhau các bác nhá. Chỉ khác về môi trường, về mặt cơ khí, về giữa bếp 9 và bếp 10 á, nó có khác nhau về kết cấu, về giữa cái mâm lật và cái không lật, nó gọi là một loại là dòng ga mâm thẳng. Đấy, đưa thẳng lên, và một cái ta gọi là mâm lật, ta gọi là ga dòng ngang. Thì hai cái này có môi trường làm việc nó khác nhau một chút về cái kỳ công hơn, về cái cách làm của cái bếp dòng 10 này. Đấy, có gì thì các bác cứ mạnh dạn rồi alo cho bên em và bên em sẽ tư vấn ngay kỹ lưỡng hơn các từng loại, từng dòng bếp một các bác nhá. Đấy, từng dòng bếp một thì cái mà sản phẩm này của bên em là gồm có là DT368D các bác nhá. Đấy, hàng này là hàng nhập từ nội địa Trung Quốc, từ Quảng Đông Trung Quốc, nói cụ thể hơn là như thế để các bác yên tâm các bác sử dụng. Bây giờ em sẽ bật lại một lần nữa. Đấy các bác. Đấy, lửa lên rất là nhẹ nhàng các bác nhá. Các bác chỉnh mạnh, chỉnh yếu thì bác thì can thiệp hai con ốc ở bên trong này. Đấy. Hai con ốc ở bên trong này thì bác chỉnh vào bên chút nữa thì lửa nó sẽ là mạnh hơn nữa. Nhưng mà theo em nghĩ như thế này là đã là ok rồi, chứ cũng không cần phải quá mạnh làm gì. Đấy, nếu mà các bác có nhu cầu muốn có mạnh hơn á thì các bác sẽ dùng con bếp 9 cho em nhá. Con bếp 9 đầu đốt, không phải là dòng bếp lật các bác nhá. Bếp 9 đầu đốt. Thì con bếp 9 đầu đốt về cơ cấu giữa hai con bếp 9 và bếp 10 á thì nó có khác nhau về mặt cơ khí, về kỹ thuật. Đấy. Thì bếp 9 đầu đốt họ làm ga mâm thẳng. Đấy, và mâm không lật lên các bác nhá, mà mâm của nó là nâng gọn ra ngoài chứ không phải là dạng lật như thế này. Thế thì tại sao là con bếp này người ta không được phép đưa lửa mạnh hơn, người ta chỉ phép đưa tầm khoảng 4 kg 2 đến 5 kg 2, đấy là mức độ áp suất của nó tối đa, công suất của lửa được phép tối đa như vậy thôi, vì chế độ an toàn cho nên là họ chỉ được phép làm như vậy. Đấy, đây là như lửa em vừa bật xong. Còn con bếp 10 con bếp 9 thì được phép từ 4 kg 8 các bác ạ, từ 4 kg 8 đến 5 kg 2 và đến tối đa là 7 kg 2 các bác nhá. Đấy, về công suất lửa như vậy. Thế thì điều kiện là các bác ở nhà
có công việc nhiều hay vào bếp nhiều hay nấu nhiều và cần tốc độ, hay là nhà có đám hay công việc lớn, thì con bếp 9 thì giải quyết toàn bộ cái công việc đó. Bởi vì lửa nó rất là mạnh các bác nha, lửa nếu tài chính cao thì có thể lên đến tầm này. Đấy, lên tầm này, cho nên là lửa rất là mạnh. Cho nên các bác là nếu nhu cầu mà cần lửa mạnh, lửa cũng rất xanh nha, và lửa mạnh, thì các bác chuyển sang bếp 9 giúp em. Còn nếu các bác nào nấu gia đình và thích một cái thời trang và lửa cũng ok rồi. Nếu so với bếp thông thường thì với tốc độ lửa như thế này á thì đã hơn hẳn rất nhiều các bác, hơn rất nhiều rồi. Đấy, đây em chỉ so sánh giữa con bếp 10 và con bếp 9 của dòng đời mới này thôi. Chứ còn nếu mà so với dòng bếp đời trước đây á, những cái bếp truyền thống lâu nay ta đã dùng đó, thì lửa thì không thể bằng cái này được đâu. Thứ nhất, con này là lửa xanh này, lửa mạnh này, mạnh nhưng mà đối với lửa mạnh này là bếp gia đình thông thường các bác nhá, chứ còn không thể so với con bếp 9 được. Giữa bếp 9 và bếp này nó hai cái môi trường khác nhau. Như lúc nãy em đã từng nói, em vừa nói xong đó, thì hai môi trường về mặt kỹ thuật thì họ sẽ làm bếp 9 khác và bếp 10 nó khác. Thì giá thành giữa hai con bếp này đó, thì con bếp 9 nó sẽ rẻ hơn con bếp 10 này. Đấy, con bếp 10 này thì nó sẽ đắt hơn về mặt cơ khí, về mặt linh kiện, về mặt chi tiết, thì họ sẽ làm chi tiết nhiều hơn các bác, nhiều hơn rất nhiều và cầu kỳ về mặt kỹ thuật rất nhiều. Đấy, và linh kiện họ sẽ nhiều hơn. Thì con bếp 9 thì nó sẽ đơn giản hơn một chút. Đấy, đơn giản hơn một chút. Thế thì hai cái thể loại này thì dành cho những bác nào thích cái môi trường nào và thích cái dòng bếp nào, thì bên em sẽ có đáp ứng được cái nhu cầu của các bác. Ví dụ như là thích lửa mạnh, lửa lớn thì các bác dùng sang bếp 9 cho em. Đen hay trắng là tùy theo sở thích của mọi người các bác nhá. Còn cái bếp 10 thì là bếp gia đình phổ thông bình thường. Đây là mẫu thời trang. Đấy, nó rất là đẹp. Đấy, và lửa so bếp thông thường là nó đã mạnh rồi, nhưng lửa như thế này em nghĩ rằng là như bật như thế này đã là ok rồi. Chứ cũng không cần phải quá mạnh đâu các bác. Như thế này là em thấy là mạnh rồi đấy. Các bác nhìn thế thôi, nhưng mà khi để nồi đã tràn ra đít nồi rồi, tràn đã lên đến 1/3 của nồi hoặc đến nửa nồi rồi đấy, của miệng nồi ngoài đấy, chứ không phải là nó đơn giản đâu. Thế em bật như thế này thôi, nhưng mà cái nhiệt của nó và cái lửa của nó đã lên cao rồi đấy. Chứ còn con bếp 10, bếp 9 á, còn con bếp 9 á thì lửa nó sẽ cao hơn, nó sẽ mạnh hơn. Đấy, thì các bác muốn mạnh nữa, các bác chỉ lật cái mâm nó lên thôi. Lật cái mâm lên rồi các bác có thể chỉnh ở dưới cái đít của cái mâm đó một vài gen thôi, chỉnh đùi ra là lửa nó phải nói là cực mạnh. Đấy, thế thì tùy theo sở thích nên là các bác là chọn lựa cái nào là tùy ý các bác nhá. Có gì cứ liên hệ bên em để bên em có thể là tư vấn phục vụ các bác tốt hơn. Cảm ơn các bác đã theo dõi cái video clip em giới thiệu cái bếp này. Còn cái video lần sau em sẽ cố gắng là em sẽ mở hết cái bếp này ra. Đấy, và em sẽ hướng dẫn các bác sửa chữa cái bếp này. Đấy, và biết chi tiết, thông tin chi tiết của con bếp này, bên trong nội dung nó như thế nào và cách sửa chữa làm sao, hay lỗi ở điểm nào và hư hỏng ra sao, các bác có thể sửa tại nhà, không cần phải đem đến thợ các bác nhá. Bởi vì mọi cái tất cả đều là đơn giản. Đấy, thì em sẽ hướng dẫn video sau. Đấy, thì các bác cố gắng theo dõi video bên em, là bên em cứ khoảng vài ngày hoặc là thường xuyên là bên em sẽ ra những video clip mới về nói về dòng bếp này, bếp 9 đầu đốt và bếp 10 đầu đốt. Đấy, và cái cách kỹ thuật của nó và cách hướng dẫn sửa chữa và cách điều chỉnh khi bếp mà đôi khi trong quá trình sử dụng không may đổ lửa hay là có một vấn đề.